Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn đạo đức lớp 5 trang 42 đến trang 46. Chủ đề lập kế hoạch cá nhân, bài 8. Em lập kế hoạch cá nhân. Học xong bài này em sẽ nêu được các loại kế hoạch cá nhân, biết vì sao phải lập kế hoạch cá nhân, biết cách lập kế hoạch cá nhân và lập được kế hoạch cá nhân để thực hiện các công việc của bản thân trong học tập và cuộc sống. Khởi động, các em chia sẻ về những cái dự định của em trong thời gian tới. Như vậy trong thời gian tới chúng ta có những cái dự định nào thì các em hãy cùng chia sẻ nhé. Tiếp theo khám phá số 1 nhỏ, quan sát tranh và trả lời câu hỏi. Thì bạn nhỏ ở tranh số 1, chỉ còn quét nhà và giặt quần áo nữa thôi là mình sẽ hoàn thành kế hoạch ngày hôm nay. Tranh 2, chỉ còn hơn một tháng nữa là kiểm tra cuối kỳ rồi, các cậu có kế hoạch gì chưa? Chúng tớ sẽ sắp xếp thời gian để học nhóm hàng tuần. Tranh 3, Tuấn muốn học tốt tiếng Anh như cậu, đó là kết quả. Tớ muốn học tốt tiếng Anh như cậu, đó là kết quả từ kế hoạch học tập hơn 3 năm của tớ đấy. Tranh 4, tập luyện hàng ngày là một phần kế hoạch để sau này thành vận động viên quốc gia của tớ. Cậu cũng chạy bộ ở công viên à? Câu hỏi em hay đặt tên cho loại kế hoạch cá nhân tương ứng với các tranh trên. Thì các em quan sát từng tranh và chúng ta đặt tên kế hoạch. Ở hình 1 đó là kế hoạch làm việc nhà, hình 2 kế hoạch ôn thi, hình 3 kế hoạch học tập môn tiếng Anh, hình 4 là kế hoạch tập luyện thể dục thể thao. B nhỏ, kể thêm một số loại kế hoạch cá nhân khác mà em biết. Một số kế hoạch cá nhân khác mà em biết, ví dụ như kế hoạch ôn luyện kỳ thi học sinh giỏi, kế hoạch tham gia buổi trải nghiệm, hoặc là kế hoạch chăm sóc sức khỏe, vân vân. Hai nhỏ, kể chuyện theo tranh. Tớ chẳng cần kế hoạch nào cả. Tranh 1, Thảo đang làm gì thế? Tớ đang lập kế hoạch học tập. Tranh 2, vì tớ hay quên nên phải lập kế hoạch cẩn thận, còn Phú thì sao? Tớ chẳng cần lập kế hoạch nào cả, mọi thứ vẫn bình thường thôi. Tranh 3, các cậu qua nhà tớ chơi nhé. Hay quá, chúng mình đi thôi, tớ có kế hoạch học tập rồi. Tranh 4, mình mãi chơi quá quên chưa làm bài tập rồi. Tranh 5, tớ không lập kế hoạch cá nhân nên học tập và vui chơi tùy hứng. Tranh 6, cậu hiểu tầm quan trọng của việc lập kế hoạch chưa nào? Tớ biết rồi. Câu hỏi, em hãy cho biết sự khác nhau giữa Phú và Thảo trong việc lập kế hoạch cá nhân. Thì sự khác biệt giữa Thảo và Phú trong việc lập kế hoạch cá nhân là do có lập kế hoạch cá nhân nên Thảo đã có chuẩn bị và làm bài đúng giờ. Phú không có kế hoạch cá nhân nên đã quên mất rằng có bài tập cần phải làm. B. Theo em vì sao phải lập kế hoạch cá nhân? Theo em cần phải lập kế hoạch cá nhân để lên kế hoạch cụ thể cho những việc mình phải làm vào khoảng thời gian nào cho phù hợp. Tiếp theo số 3 nhỏ, đọc trường hợp và trả lời câu hỏi. Tuấn có nhiều công việc cá nhân cần thực hiện như dọn dẹp nhà cửa, học tập, chơi thể thao, bồi dưỡng năng khiếu hội họa. Cách lập kế hoạch cá nhân của Tuấn bao gồm đặt mục tiêu, phân loại công việc, lập thời gian biểu, các bước thực hiện và kiểm tra tiến độ. Câu hỏi. A. Tuấn đã lập kế hoạch cá nhân như thế nào? Thì Tuấn đã lập kế hoạch cá nhân bằng cách đặt ra mục tiêu, phân loại công việc, lập thời gian biểu, các bước thực hiện và kiểm tra tiến độ. B. Theo em cần lưu ý điều gì khi lập kế hoạch cá nhân?
Thì theo em, khi lập kế hoạch cá nhân cần phải đề ra rõ ràng các mục, phải có mục tiêu và phân chia thời gian thực hiện các công việc một cách hợp lý. Luyện tập một nhỏ nhận xét các ý kiến dưới đây. A. Lập kế hoạch cá nhân giúp chúng ta chủ động trong công việc và quản lý thời gian tốt hơn. B. Chúng ta sẽ biết được thứ tự và tiến độ công việc khi làm việc theo kế hoạch. C. Một kế hoạch rõ ràng, hợp lý giúp chúng ta tránh tình trạng nước đến chân mới nhảy. D. Lập kế hoạch cá nhân cho thấy chúng ta là người sống tự giác và có trách nhiệm. Như vậy chúng ta sẽ nhận xét các ý kiến. Ý kiến A. Vì lập kế hoạch cá nhân, chúng ta sẽ biết khoảng thời gian nào chúng ta làm việc gì và việc đó trong bao lâu và chúng ta sẽ chủ động hơn trong mọi công việc. B. Khi lập kế hoạch cụ thể, chúng ta sẽ có những công việc được thực hiện trước và những công việc thực hiện sau. Nên khi nhìn thấy kế hoạch đã lập sẽ biết đến thời gian làm việc gì và không bỏ sót bất kỳ công việc nào. C. Kế hoạch cụ thể. Khi có kế hoạch cụ thể thì chúng ta sẽ chủ động hơn trong mọi việc và sẽ không xảy ra tình trạng dồn công việc. D. Khi có kế hoạch cá nhân, chúng ta sẽ tự giác hơn trong mọi công việc và không cần người khác nhắc nhở. Tiếp theo số 2 nhỏ, em đồng tình hay không đồng tình với việc làm nào dưới đây vì sao? A. Sang luôn chủ động lập kế hoạch cá nhân và hoàn thành kế hoạch đúng tiến độ. B. Minh cho rằng việc lập kế hoạch cá nhân là không cần thiết vì mọi thứ đã có trong đầu. C. Nga thường lập kế hoạch xong rồi để đó, khi nào nhớ đến thì mới làm. D. Nguyên chỉ lập kế hoạch cho việc học tập. E. Kiệt học tập và làm việc theo phương châm việc hôm nay chớ để ngày mai. Như vậy ở cái việc làm A thì chúng ta đồng tình với việc làm của bạn Sang. Việc làm đó cho thấy bạn Sang là một người rất có trách nhiệm với bản thân mình. Việc làm B không đồng ý với cái ý kiến của bạn Minh vì sẽ có những lúc chúng ta không thể nhớ được hết những cái công việc mình cần làm. C. Không đồng tình với việc làm của bạn Nga vì khi lập kế hoạch ra thì bản thân mình phải có trách nhiệm với việc thực hiện cá nhân, phải thực hiện các kế hoạch đó một cách đúng trình tự để có cái kết quả tốt nhất. D. Em không đồng ý với ý kiến của bạn Nguyên vì ngoài việc học tập chúng ta còn có rất nhiều việc khác cần phải làm như các công việc nhà, vì vậy cần phải lập kế hoạch cho tất cả các công việc. E. Không đồng ý với Kiệt vì đó là một cách làm hay, phương châm đó muốn gửi đến chúng ta thông điệp là việc hôm nay hãy làm xong, đừng ỷ lại và để đến ngày mai. Nếu việc nào cũng như vậy thì cuối cùng sẽ không hoàn thành được công việc nào cả. Số 3 nhỏ, sắp xếp các nội dung sau theo trình tự các bước lập kế hoạch cá nhân. A. Phân tích ưu điểm, nhược điểm, thuận lợi, khó khăn. B. Sắp xếp các công việc theo thứ tự ưu tiên. C. Xác định những bước cần thực hiện để hoàn thành từng công việc. D. Hành động. E. Kiểm tra tiến độ và đánh giá kết quả từng công việc. G. Liệt kê những công việc cần làm. H. Xác định thời gian hoàn thành từng công việc. Y. Xác định mục tiêu. Như vậy chúng ta sẽ sắp xếp các nội dung sau theo các trình tự, các bước lập kế hoạch cá nhân. Bước 1 đó là chúng ta sẽ xác định mục tiêu nè. Bước 2 là chúng ta sẽ liệt kê những công việc cần làm. Bước 3 đó là chúng ta sẽ sắp xếp các công việc theo thứ tự ưu tiên. Bước 4 là chúng ta xác định thời gian hoàn thành cho từng công việc. Bước 5 là chúng ta
xác định những cái bước cần thực hiện để hoàn thành từng công việc. Rồi bước 6 là hành động. Bước 7 đó là chúng ta sẽ như vậy ở đây, bước 1 các em sẽ xác định mục tiêu. Bước 2 chúng ta phân tích ưu nhược điểm, thuận lợi và khó khăn. Bước 3 là liệt kê những công việc cần làm. Bước 4 đó là chúng ta sắp xếp các công việc theo thứ tự ưu tiên. Bước 5 xác định thời gian hoàn thành cho từng công việc. Bước 6 xác định những cái bước cần thực hiện để hoàn thành từng công việc. Bước 7 là hành động. Bước 8 là kiểm tra tiến độ và đánh giá kết quả từng công việc. Số 4 nhỏ xử lý tình huống. Tiến thường xuyên rơi vào tình trạng bận rộn, các công việc chồng chéo nhau. Cuối tuần Hà sang họp nhóm thì thấy Tiến phàn nàn rằng bản thân chẳng có thời gian. Nếu là Hà, em sẽ khuyên bạn như thế nào? Nếu là Hà, em sẽ khuyên Tiến nên lập cho mình một kế hoạch cá nhân thực hiện trong ngày. Như vậy Tiến sẽ không bị chồng chéo các công việc lên nhau. Vận dụng 1. Các em hãy lập kế hoạch cá nhân cụ thể và chia sẻ với các bạn. 2. Là thực hiện kế hoạch đã lập. Lời khuyên: em lập kế hoạch cá nhân, việc nhà, việc lớp, bản thân sẵn sàng, vui chơi, học tập, giỏi giang, ưu tiên sắp xếp rõ ràng trước sau.